Mến chào cả nhà, đây là vườn hoa giấy Mỹ nha cả nhà, trồng được một năm rồi nha cả nhà. Và hiện tại á là giá giấy Mỹ nó rẻ rồi nha. Một mét vuông á là trồng 4 cây và 1.000 mét vuông là trồng 4.000 cây. Trời ơi, gặp ngày xưa cả nhà, giá mà nó chưa giảm, cả nhà biết một gốc như vậy là cái bạc triệu, 4.000 cây cho 1.000 mét vuông 400 triệu, nghe ghiền hay cả nhà. Giờ là thôi rồi, giờ là không có rồi, giờ là nhà vườn á là trồng như vậy chứ người mà mối lái vô mua á ha, là một gốc như vậy cả nhà biết bao nhiêu một gốc không? 50.000 một gốc là cả nhà, nên nhà vườn sẽ không bán đâu. Rễ nè, phôi nè, to nè, nước tét ra luôn, đẹp lắm cả nhà, rất là đẹp luôn. Trồng là không phải là để mình phải ra, khi mà hôm giống á, từ cái hôm giống á, cả nhà để nó 2 tháng rồi rễ nó bệnh lại mình mới trồng lên cái chậu 2 nữa, rồi mình mới đem mình để cho cây á, nó khỏe, nó ở yên một chỗ, nó phát triển rồi mình mới đem ra đất mình trồng. Thì á, cái chậu 1 á, là mình có khoét lỗ ở dưới đáy chậu nha, còn chậu 2 thì chỉ cần đặt lên đất thôi cả nhà. Ở đây là trồng trên chậu C9 này nha. Và trồng á, thì chừa những cái chi, cái nhánh cho nó đẹp, cái tàn kêu là cái nhánh hoa giấy á, cho nó đẹp. Thường là chừa 5 7 nhánh chi nhánh nha, nó rất là đẹp luôn cả nhà. Và cái nhánh chính đó là thường nhà vườn chừa cho nó cao lên, còn những cái nhánh phụ á, là nhà vườn sẽ cắt tỉa. Và khi vào vườn hoa giấy thì cả nhà sẽ thấy là mình đi vào chăm sóc rất là dễ luôn, tại vì ở dưới này nó rất là thông thoáng luôn, nó không có bị ứ nước mưa ngập nước á, nó rất là dễ chăm sóc luôn, chỉ cần bón phân lên cái chậu hoa giấy là được rồi. Còn cái chậu nào mà mưa quá thì bón giá thể thêm. Giá thể ở trồng hoa giấy ở cái làng hoa giấy Tân Dương này là mình trồng toàn là sơ dừa nè, trấu tươi nè. Thì cái giá thể mà trộn để làm những cái chậu hoa giấy này á, là bao gồm là 2 sơ dừa, 1 phân rơm, nửa bao trấu tươi, là cho tất cả các cây hoa giấy này đều giá thể trộn giống nhau như vậy ở cả nhà để trồng. Và trong thời gian trồng thì nhà vườn sẽ bón phân thêm, thì thường là nhà vườn sẽ bón là NPK 16 16 8 là cho những cái phôi hoa giấy này nè nó phát triển. Và lâu lâu nhà vườn còn bón thêm là phân để nắm rễ đồ, để giúp cho cái cây, nếu mà gặp cái cây mà cả nhà gặp mà lá nó vàng úa hay gì đó là người ta sẽ bón phân trị nấm rễ, thuốc trị nấm rễ. Với lại lá thì thường lâu lâu là nhà vườn xịt thêm thuốc dưỡng lá nữa để giúp cho những cái tược non tốt hơn. Chung quanh ở đây nhà vườn trồng rất là nhiều luôn. Ở đây là 6 công đất nè cả nhà. 6 công đất, một công mình cho 2.000 thôi, vậy chi là 12.000 cây hoa giấy đó. Và ngoài cây hoa giấy thì nhà vườn trồng đa số là trồng sữa đế không à cả nhà. Vườn ở quê mình là trồng kiểng, là người dân hay sữa đế thôi. Từ cây mai hoặc cây hoa giấy đều sữa cái đế ha, đế đẹp thì bán giá cao hơn. Chứ mình trồng mà mình không biết cách trồng thì người mối lái mua thì người ta không thích. Và hiện tại thì giá quá rẻ nên nhà vườn sẽ đem vào ghép. Và một cái phôi hoa giấy á, nếu mà cả nhà ghép giống mới á, thì bán tầm 300 hoặc 1 triệu hoặc là hơn 1 triệu một cây. Do là những cái loại hoa giấy mới bây giờ á, nó rất là đẹp luôn. Và nó nhiều khi nó lâu tàn nữa đó, nên cái giá trị nó cao hơn, liên tục luôn cả nhà. Ở đây là sản xuất hoa giấy liên tục và giống mới, mình thấy gì đâu mà nhiều, liên tục ra hoài vậy đó. Nhà vườn này là cũng đang chuẩn bị đào những cái phôi này lên để cắt ghép nè cả nhà. Cái vườn này là chăm sóc rất là đẹp luôn, tại vì chi nhánh nó rất là đẹp, phôi thì to nhưng mà giá thành thì nó lại rẻ. Xài chỉ có C7 và C9 thôi cả nhà, 2 chậu thôi. Thứ nhất là tiết kiệm giá thể hoa giá thể nè, để trồng hoa giấy nè.
Và hiện tại thì phân rơm á, cái giá nó cao lắm. Hôm trước mình mua có 80 à, bữa nay lên tới 100 mấy luôn cả nhà. Trồng hoa kiểng bây giờ buôn bán rất là khó khăn luôn cả nhà. Nhiều khi á, mình muốn bán một cái vườn hoa giấy như vậy nè mà giá không được á, nên nhà vườn phải để lại. Nếu mà vườn nào á, có vốn mạnh thì để lại, rồi ghép hoa thì bán thì vẫn có lời, còn không á, thì bán phôi á, thì thật sự là giá quá rẻ luôn cả nhà. Một cái phôi như vậy thì chỉ có vài chục ngàn nên nhà vườn sẽ không bán đâu, nhà vườn sẽ đem vào và ghép ghép những cái giống mới thì nhà vườn sẽ bán tiền nhiều hơn. Phôi nào phôi nấy hả, to đùng luôn rồi đó. Cả nhà mà muốn trồng hoa giấy Mỹ thì đầu tiên trước nhất là cả nhà phải trải cái bạt phủ cỏ này nha, tại vì làm cỏ rất là cực luôn. Rồi xong á, rồi lấy hơm giống á, mình để vào chậu C6 xong rồi á, thì cả nhà để nó nằm, đừng có trên mặt đất nha, mình nằm mình trải bạt cũng được nữa. 2 tháng rồi cái rễ cám nó mới bện tròn tròn á, cả nhà mới đặt lên chậu C9, rồi mình mới cho cái cây nó tốt, rồi mình mới bắt đầu đem ra đất mình trồng, thì cái cây mình nó phát triển nhanh lắm. Trong vòng 8 tháng là cây nó đã phát triển to như vậy luôn rồi đó cả nhà. Trồng cái này là phôi to nha cả nhà, khi mà đào lên thì mình có thể dưỡng là phôi to hơn. Còn mà muốn trồng những cái bộ rễ độc lạ thì cả nhà trồng xuống đất xong 5 6 tháng sau mình nhổ lên. Rồi tiếp tục trồng trên chậu khác nữa. Sữa rễ nó sẽ đẹp hơn. Còn cái này nhà vườn trồng lấy phôi như vậy là chỉ cần thu hoạch là lấy hơm giống rồi cắt tỉa lấy phôi và ghép thì bán, nếu mà ghép hoa mà mới thì giá nó rất là cao luôn cả nhà. Vườn rất là đẹp luôn nè, chăm sóc chi nhánh nha, nhìn mê luôn cả nhà. Cao là khoảng 4 5 mét luôn nè, một cây đấy, nó cao vút luôn. Mưa nhiều nên hoa nó rụng hết trơn à, hoa nó ít. Trời nắng là nhìn cái vườn này ha, bao la hoa không. Đi mà chăm sóc cái vườn hoa giấy này nói thiệt cả nhà là đau lưng luôn đó, là do là mình chỉ ngồi thôi, mình chui vô rồi mình chăm bón phân vô mấy cái gốc hoa giấy này nè, rồi cắt tỉa những cái nhánh không cần thiết. Còn bây giờ trồng như vậy thì thu hoạch được rồi mà giá không được thì bắt buộc phải đào lên rồi ghép để bán giá cao hơn, chứ không thôi bán giá rẻ quá lỗ lắm cả nhà. Nên nhà vườn là luôn luôn linh hoạt luôn, ví dụ như trồng thêm những cái khác để buôn bán, còn hoa giấy thì không được giá thì sẽ làm cách khác là bán hơm rồi ghép để bán được giá cao hơn. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và đăng ký kênh. Mình kính chúc cả nhà vui khỏe, an lành, may mắn và luôn thành công trong cuộc sống.